nên biết chày kim cang tượng trưng kim cang chánh trí biểu trưng cho ý này chính là kim cang bát nhã ba la mật tác dụng của nó có thể đuổi được ma quân đoạn phiền não được thành tựu nó có tác dụng như vậy trên tay chúng ta cầm chày kim can có trí tuệ kim can chăng nếu không có trí tuệ kim can chày kim can này không linh tích trượng cũng như vậy cũng có thể đuổi trừ ma quân đoạn phiền não được thành tựu nếu không có kim can chánh trí cầm tích trượng cũng vô ích nên nếu thực sự có kim can chánh trí tay cầm chày kim can chày kim can này sẽ phóng quang yêu ma quỷ quái nhìn thấy nhìn thấy phóng quang nó sẽ chấn nhiếp và thoái lui hàng phục ma quân tích trượng cũng như vậy trên tay bồ tát văn thù cầm là kiếm trên tay bồ tát quán âm cầm dương chi tịch thủy nó đều có ý nghĩa biểu pháp chày kim cang là vũ khí vũ khí của ấn độ ngày xưa tích trượng cũng có thể dùng làm vũ khí tác dụng của nó là khi đi khất thực ngoài ra là còn dùng để phòng thân vì ngày xưa Phần nhiều đều ở trong núi Thường có giả thú Nên nó cũng dùng để phòng thân Ý nghĩa của nó tương đồng với những gì trong kinh này nói Có thể dẹp lui ma quân Có thể đoạn trừ phiền não Trí tuệ đoạn phiền não Chuyển phiền não thành bồ đề có thể thành tựu thành tựu là gì thành tựu mười loại chân như tức trong kinh có nghĩa là phá tà chấp chỉ cần chúng ta có chấp trước gọi là tà chấp nhưng trong tịnh độ đức phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu chỉ có chấp trước này là không phải tà chấp quý vị chấp trì danh hiệu phật a di đà có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc danh hiệu phật a di đà là đức hiệu của tánh đất quý vị xem ý nghĩa của danh hiệu hoàn toàn dịch thành chữ hán nên rất dễ hiểu a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là giác hoàn toàn dịch thành chữ hán có nghĩa là vô lượng giác giác ngộ Hoặc dịch thành vô lượng trí Chữ Phật có nghĩa là trí tuệ Trí tuệ là thể, giác ngộ là dụng Vô lượng trí tuệ, vô lượng giác ngộ Đây là gì? Đây là tự tánh Tất cả chư vị Bồ Tát đều đã đoạn tận phiền não ở trước chúng ta có nói họ không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đây chính là thông thường chúng ta nói chứng được cứu cánh quả phật Vậy phải chăng là vô lượng trí, vô lượng giác? Phải Cho nên danh hiệu Phật A-di-đà Có thể nói là danh xưng chung Của tất cả chư Phật như Lai Như vậy mới biết công đức của danh hiệu này lớn biết bao Không thể nghĩ bàn Niệm câu Phật hiệu này đồng nghĩa với niệm toàn bộ chư phật trong ba đời mười phương vì sao vì đều là vô lượng giác nếu thêm vào tên của họ pháp tạng phật a di đà đó chính là chỉ một người là phật a di đà do pháp tạng tỳ kheo tu thành của thế giới cực lạc nếu không như vậy phật a di đà quá nhiều toàn là phật a di đà trong tam thời hệ niệm thiền sư trung phong nói là thật không phải giả ngài nói tâm tôi tức là phật a di đà phật a di đà tức là tâm tôi tâm này là gì là chân tâm tự tánh của tôi chân tâm của tôi chính là phật a di đà vì sao vậy vì chân tâm tự tánh vô lượng trí vô lượng giác không nói sai chân tâm của tất cả chúng sanh tự tánh của tất cả chúng sanh không phải đều gọi là a di đà phật sao chúng ta nên để phật a di đà trong tâm chăng ngày nay trong tâm chúng ta không có phật a di đà mà toàn những thứ tạp nham những thứ tạp nham đó đều là vọng niệm đều là phiền não đều là nghiệp chướng nó làm chướng ngại tự tánh phật a di đà của chúng ta khiến tự tánh a di đà không thể hiện tiền Hiện tiền đều là vọng tưởng Phân biệt chấp trước Đều là những thứ này Trong tự tánh không có những thứ này Niệm Phật A-di-đà là đúng Không sai Để Phật A-di-đà trong tâm Như vậy mới có thể thành Phật A-di-đà nếu không để phật a di đà trong lòng làm sao thành phật a di đà được đến thế giới cực lạc thành phật thành phật gì thành phật a di đà mọi người đều là phật a di đà tất cả chúng sanh đều là phật a di đà không thể không hiểu được điều này bởi thế ý nghĩa phá tà chấp trong kinh là như vậy lấy chày kim cang ví như kim cang bát nhã diệu trí của bồ tát có thể phá trừ tất cả tình chấp bất chánh đến đây đã nói hết ý nghĩa của chày kim cang nên Dùng chày kim cang để ví dụ Ví dụ chư Bồ Tát Thập địa Bồ Tát Nếu trong Kinh Hoa Nghiêm Ví dụ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Hoa Nghiêm là Đại Thừa Viên Giáo Sơ trụ đã buông bỏ khởi tâm động niệm Sơ trụ của Kinh Hoa Nghiêm Bằng với sơ địa của biệt giáo Phần rất rõ ràng Thập trụ Thập hành Thập hồi hướng Thập địa Đẳng giác Diệu trí kim cang bát nhã Của 41 vị Pháp thân đại sĩ trong kinh nói rõ ràng nhất quý vị thấy nửa bộ trước là buông bỏ bốn tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng đều không còn ai làm được vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng tiểu thừa sơ quả làm được địa vị không cao tiểu tiểu thánh trong kinh hoa nghiêm bồ tát sơ tính vị làm được chúng ta tu như thế nào chúng ta tu đến tu đà hoàng tu đến sơ tính dị vẫn không làm được bất luận tu như thế nào đều ở ngoài cửa tu đà hoàng là tiểu thừa sơ quả bồ tát sơ tính dị ví như lớp một tiểu học Đây là Đại Thừa Giáo Chúng ta không thể không biết Hiểu rõ chân tướng sự thật này Tập khí ngạo mạn hoàn toàn không còn Tôi là địa vị nào? Tôi ở trong Phật Pháp là lớp mẫu giáo Như vậy có gì đáng để ngạo mạn? Cách xa lớp một tiểu học công phu đoạn chánh không bằng người khác trí tuệ càng không cần nói